Bộ trưởng Lloyd Austin lên tiếng về việc quân Mỹ, Nga ở cùng căn cứ tại Niger. Hệ thống phòng không Buk M1 Nga bị UAV Ukraine tập kích. Trường bắn của Nga bất ngờ bị đột kích, hứng chịu thiệt hại lớn. Tình báo Mỹ tiết lộ chiến thuật của Nga buộc Ukraine đàm phán. Xin kính chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 3 tháng 5, trong một phát biểu đưa ra tại cuộc họp báo ở Honolulu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã lên tiếng sau khi truyền thông đưa tin các nhân viên quân sự Liên bang Nga đã tiến vào một căn cứ không quân nơi quân đội Mỹ đồn trú ở thủ đô Niamey của Niger. Theo đó, ông thấy không có vấn đề gì đáng kể vì quân đội Nga không được quyền tiếp cận với nhân viên hoặc thiết bị của Mỹ. Ông Austin nói, căn cứ không quân 101 nơi có lực lượng của chúng tôi là một căn cứ không quân của Niger nằm cùng với một sân bay quốc tế ở thủ đô Niamey. Quân đội Nga đang ở trong một khu phức hợp riêng biệt và không có quyền tiếp cận lực lượng Mỹ cũng như không có quyền tiếp cận thiết bị của chúng tôi. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông luôn tập trung vào sự an toàn cũng như việc bảo vệ các binh sĩ quân đội và hiện tại ông không thấy có vấn đề gì đáng kể liên quan đến việc bảo vệ lực lượng Mỹ ở căn cứ không quân 101. Trước đó, hôm 2 tháng 5, đài CNN đăng tải tiết lộ của một quan chức quốc phòng Mỹ rằng quân đội Nga và quân đội Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần. Điều này dẫn đến tình huống quân đội hai nước Nga và Mỹ ở gần nhau cùng thời điểm căng thẳng giữa hai bên về xung đột ở Ukraine và Niger đã nói rõ rằng họ muốn lực lượng Mỹ rời đi. Các nguồn tin cho biết quân đội Nga đã sử dụng một nhà chứa máy bay riêng biệt trong căn cứ không quân 101 ở Niger, nơi binh sĩ Mỹ vẫn hiện diện. Căn cứ không quân 101 nằm đối diện sân bay quốc tế Diori Hamani ở thủ đô Niamey của Niger. Ngày 22 tháng 4, Lầu Năm Góc xác định Mỹ bắt đầu đàm phán với Niger về việc rút hơn 1.000 binh lính khỏi quốc gia châu Phi này. Niger vốn là căn cứ quan trọng cho các hoạt động tấn công trong khu vực. Vào tháng 3 năm nay, chính quyền quân sự Niger thông báo sẽ chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự với Mỹ. Sự hiện diện của Mỹ tại Niger trong gần một thập kỷ tập trung vào các hoạt động chống các cuộc tấn công cực đoan, bao gồm huấn luyện quân đội Niger và hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống lại tổ chức cực đoan quốc tế nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Jamaat Nusrat al-Islam Wal Muslimin, một nhánh của Al-Qaeda. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger vào tháng 7 năm 2023. Sau sự kiện này, Niger cũng đã yêu cầu lực lượng Pháp rời đi và chuyển hướng hợp tác với Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga và Niger đã đồng ý tăng cường quan hệ quân sự vào tháng 1. Ngày 11 tháng 4, truyền thông Nga đưa tin Moscow đang gửi thiết bị và 100 sĩ quan đào tạo tới Niger. Trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 5, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói rằng hy vọng là trong tuần này, Mỹ sẽ cử một phái đoàn đến Niger để thảo luận thêm về việc rút quân ở quốc gia châu Phi này. Mỹ vẫn đang cố gắng thuyết phục chính phủ Nigeria cho phép các chuyến bay quân sự ra vào nước này. Trong diễn biến khác, quân đội Mỹ đã rút khỏi một căn cứ quân sự của Pháp ở Chad sau khi nước này vào tháng trước yêu cầu họ rời đi. Hơn một nửa lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô N'Djamena của Chad hiện đã rời khỏi đất nước và chuyển đến Đức. Ngày 2 tháng 5, lực lượng đặc nhiệm Ukraine SOF đã đăng một đoạn video cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát cá mập phát hiện tổ hợp phòng không tầm trung Buk M1 của Nga ẩn nấp gần rặng cây tại tỉnh Sumy, miền Bắc Ukraine. Sau đó, lực lượng này triển khai UAV cảm tử cánh bằng, dường như là dòng nội địa Ram-2 hoặc Wamed do Ba Lan cung cấp, tập kích xe chở nạp đạn đang mang 6 quả tên lửa của tổ hợp khiến nó phát nổ dữ dội và tạo ra cột khói lớn. Phi đội vận hành của Nga đã sử dụng vòi phun nước để cố gắng dập tắt đám cháy, nhưng không thể ngăn chặn nhiên liệu trong các quả đạn bị kích hoạt, dẫn đến một vụ nổ thứ cấp làm cho chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn. Video không cho thấy xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar Tela của tổ hợp Buk M1 gần đó hứng chịu thiệt hại sau vụ tấn công. Tuy nhiên, SOF cho biết rằng phương tiện này đã bị hư hại, có thể là do ảnh hưởng từ vụ nổ xảy ra bên cạnh. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Đây là lần thứ hai SOF chia sẻ video tập kích thành công tổ hợp tên lửa Buk M1 Nga tại tỉnh Sumy trong 3 ngày qua. Ngày 30 tháng 4, đội trinh sát không lực của họ phát hiện một chiếc xe Tela của tổ hợp Buk M1 đang ở trạng thái sẵn sàng để phóng. Vì vậy, họ triển khai UAV tấn công khiến nó mất khả năng di chuyển. Sau đó, lực lượng Nga đã điều một chiếc Tela khác đến để kéo chiếc xe bị tấn công về căn cứ. Tuy nhiên, SOF tiếp tục triển khai UAV để tấn công chiếc xe giải cứu, gây ra một vụ nổ và tạo ra một cột khói lớn. Hiện chưa rõ thiệt hại cụ thể của cả hai chiếc xe. Buk M1 là biến thể nâng cấp của tổ hợp phòng không Buk. Được biên chế cho quân đội Liên Xô từ đầu những năm 1980, tổ hợp Buk M1
có thể bao gồm xe chỉ huy, xe radar, tela và xe chở nạp đạn. Phá hủy các tổ hợp tên lửa và làm suy yếu năng lực phòng không Nga là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Ukraine trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Ngày 1 tháng 5, phát ngôn viên không quân Ukraine Ilya Yevslat cho biết Kiev có thể sẽ được bàn giao những chiếc F-16 đầu tiên vào ngày 5 tháng 5, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể vì thời hạn này đã bị thay đổi nhiều lần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kỳ vọng mẫu tiêm kích này sẽ giúp Ukraine đánh bại Nga, song giới chức phương Tây và các chuyên gia cảnh báo nó không phải là vũ khí kỳ diệu, có thể thay đổi cục diện chiến trường cũng như dễ dàng bị các hệ thống phòng không của Nga nhắm mục tiêu. Mới đây, hàng trăm binh sĩ Nga được cho là đã bị hạ gục sau khi xuất hiện đoạn phim cho thấy một bãi tập ở khu vực Lugansk phía đông Ukraine bị hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp nhắm mục tiêu. Theo đó, tình nguyện viên của Geo Confirmes, một tài khoản OceanX trước đây là Twitter, lần đầu tiên chia sẻ một video về cuộc tấn công. Theo nguồn tin, đoạn phim cho thấy một cuộc tấn công ATACMS của Ukraine với 4 ATACMS, trong đó có một chiếc đánh vào khu huấn luyện của Nga ở Moni Akivka của tỉnh Lugansk. Dựa trên đoạn phim, tổn thất sẽ là đáng kể. Mỹ gần đây đã bí mật gửi cho Ukraine tên lửa ATACMS tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa tới 300 km. Cho đến thời điểm hiện tại, Điện Kremlin chưa bình luận về vụ tấn công được báo cáo. Tài khoản tình báo nguồn mở Osin Techiko cho biết đoạn clip cho thấy lực lượng Ukraine tiến hành tấn công vào khu huấn luyện của Nga bằng bộ 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật M-39 ATACMS do Mỹ cung cấp. Tài khoản tiết lộ, ít nhất một ATACMS đã tấn công trực tiếp vào một nhóm hơn 100 binh sĩ Nga, trút xuống họ hàng trăm quả bom M-74 APAM. Bên cạnh đó, tài khoản này cũng chia sẻ hình ảnh tĩnh về một nhóm binh sĩ tập trung tại khu vực trước cuộc tấn công. Ngày 1 tháng 5, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đã nêu bật đoạn phim trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ISVK, Kiev gần đây đã tấn công một khu huấn luyện quân sự của Nga cách chiến tuyến khoảng 80 km ở phía sau Lugansk. ISVK nhận định, đoạn phim định vị được công bố ngày 1 tháng 5 cho thấy lực lượng Ukraine đã tấn công một khu huấn luyện của Nga ở phía tây nam Moni Aivka, có thể bằng 4 ATACMS và được cho là đã khiến hàng trăm quân nhân Nga thiệt mạng. Trong một bản cập nhật ngày 2 tháng 5, quân đội Kiev cho biết lực lượng Moscow đã tổn thất hàng nghìn binh sĩ trong 24 giờ. Các ước tính về con số thường vòng khác nhau, trong đó con số của Ukraine thường vượt quá con số của các đồng minh phương Tây. Moscow hiếm khi chia sẻ thông tin về số lượng thương vong trong cuộc chiến. Hồi tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hàng nghìn binh sĩ đã từ trận kể từ khi xung đột bắt đầu. Tương tự, Kiev không tiết lộ số lượng thương vong trong cuộc xung đột. Một đánh giá của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ bị rò rỉ vào tháng 4 2023 cho biết Ukraine có hàng trăm người bị thương và hàng nghìn người tử trận. Ngày 2 tháng 5, điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines cho biết, Nga đang nhận thấy các diễn biến cả trong nước và quốc tế có lợi cho mình, nên sẽ có thể sẽ tiếp tục chiến dịch tập kích ở Ukraine. Theo bà, Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để cản trở khả năng điều động vũ khí và quân đội của Ukraine, làm chậm quá trình sản xuất quốc phòng và buộc nước này phải xem xét đàm phán. Bà Haines nói, các chiến thuật ngày càng dữ dội của Nga như tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine nhằm tạo ấn tượng với Ukraine rằng việc tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho Ukraine và không dẫn tới con đường chiến thắng hợp lý nào. Những chiến thuật có thể sẽ tiếp tục và xung đột khó có thể kết thúc sớm. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nga đang tăng cường độ tấn công trong thời gian Ukraine cạn kiệt vũ khí, đạn pháo và phải chờ thêm viện trợ từ phương Tây. Báo Economist dẫn lời Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo HUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Vadimsky Bisky nhận định, tháng 5 là tháng quan trọng khi Nga thực hiện kế hoạch 3 lớp nhằm gây bất ổn cho Ukraine. Theo ông, lớp thứ nhất là quân sự. Mặc dù Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, nhưng sẽ phải mất vài tuần trước khi vũ khí có thể đến được tiền tuyến. Cũng theo ông, số vũ khí này khó có thể sánh được với kho đạn pháo của Nga, hoặc cung cấp khả năng phòng thủ hiệu quả trước các loại bom dẫn đường có tính hủy diệt. Lớp thứ hai là Nga thực hiện chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch ở Ukraine nhằm làm suy yếu cuộc huy động quân của Ukraine vì tính hợp pháp chính trị của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trên danh nghĩa, ông Zelensky sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống ngày 20 tháng 5 sắp tới, song hiến pháp Ukraine cho phép gia hạn vô thời hạn trong thời chiến. Ông Skibisky nói thêm, lớp thứ ba là chiến dịch không ngừng nghỉ của Nga nhằm cô lập Ukraine trên trường quốc tế. Tướng Ukraine nhấn mạnh, họ sẽ đảo lộn mọi thứ bằng mọi cách họ có thể. Trong cuộc phỏng vấn, tướng Skibisky nói thêm, ông không thấy cách nào để Ukraine có thể một mình giành chiến thắng trên chiến trường.
ngay cả khi Ukraine có thể đẩy lực lượng Nga trở lại biên giới, một viễn cảnh ngày càng xa vời, thì điều đó cũng không thể chấm dứt xung đột. Theo ông, những cuộc chiến kiểu này chỉ có thể kết thúc bằng các hiệp ước. Tạp chí The Economist viết, tướng Skibitsky nói ông không thấy Ukraine có cách nào để giành chiến thắng trên chiến trường, ngay cả khi họ có thể đẩy lực lượng Nga trở lại biên giới, trong khi đây sẽ là viễn cảnh ngày càng xa vời, họ cũng sẽ không kết thúc được xung đột. Những cuộc chiến như vậy chỉ có thể kết thúc bằng các hiệp ước. Hiện tại, cả hai bên đang tranh giành vị thế thuận lợi nhất trước các cuộc đàm phán tiềm năng. Ông Skibitsky dự đoán các cuộc đàm phán có ý nghĩa chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là vào nửa cuối năm 2025.